Vâng, thưa bạn, phải mất gần 30 tiếng Hùng mới đặt chân tới được thành phố Lula thuộc nước Thụy Điển. Và đây là cái vùng phía bắc của đất nước xinh đẹp này. Tuy nhiên, như các bạn có thể thấy nhá, hiện tại này toàn một màu trắng tinh. Các bạn có thể nhìn xoay quanh, một màu trắng tinh. Và nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là âm 9 độ thưa các bạn. Và theo các anh hướng dẫn viên vừa mới nói ấy, thì tuần này đã ấm hơn rồi, tuần trước còn âm 30 độ cơ. Và cái mục đích lần này đến đây để lái thử những chiếc xe Volvo, những chiếc xe Volvo trên những con đường tuyết. Và đây có lẽ là thử thách rất 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 thú vị đối với Hùng, bởi vì đây là chương trình đầu tiên, lần đầu tiên Hùng được lái những chiếc xe trên tuyết. Nó sẽ khác khi chúng ta chạy trên cát, chạy trên bùn, chạy trên đường đất như thế nào, thì chỉ chút nữa thôi mình sẽ được cầm lái, sẽ được trải nghiệm. Vâng, và trước mắt các bạn chính là hai phiên bản của V60 mới nhất bây giờ của Volvo. Phiên bản thứ nhất là Inscription và phiên bản thứ hai là Cross Country. Thử thách lái xe trên tuyết thì không hề dễ dàng như thế nào. Vâng, thưa bạn, trước mắt các bạn là một dàn xe Volvo V60. Ở đây thì có sự xuất hiện của hai mẫu nhé. Mẫu thứ nhất là V60 Cross Country và thứ hai là Inscription, V60 Inscription. Phân biệt bằng hai màu rất là rõ mà các bạn có thể thấy. Thực sự là trên một cái nền tuyết trắng như thế này vào những trời u ám thì nhìn nó như màu trắng đen. Nhiệt độ ngoài trời thì vẫn đang giảm rất sâu và tuyết rơi ngày càng dày. Các bạn có thể thấy này. Đấy. Và đây bây giờ mình sẽ tiến gần lại nhé. Tiến gần lại. Wow. Những mẫu xe Volvo bây giờ phải nói là rất đẹp. Thank you. V90. Xin lỗi, V60. V60 Cross Country này. Cái phiên bản V60 Cross Country này nó sẽ khác với cái phiên bản Inscription. Với cái dòng Cross Country nó sẽ dành cho những người cá tính, yêu sự tự do. Nó có cái gì đấy rất là đặc biệt. Các bạn có thể quan sát ngay từ phần thiết kế thôi, nó đã rất khác rồi. Chuyển sang như thế này để các bạn thấy rộng. Ui. Vâng. Vừa rồi là mình dẫm về tuyết. Đây các bạn có thể thấy nhá. Tuyết này. Dẫm bộ phát rất sâu này. Và hoàn toàn là nước. Và nếu như chúng ta không cẩn thận trên một cái địa hình như thế này, toàn tuyết trắng, chúng ta thụt xuống thì toàn là nước thôi. Và sau đấy không có đồ thay thế thì ôi thôi. Thôi, lạnh thì phải sun hết mọi thứ, chứ không chỉ là sun mỗi cái đấy mà. Mà đâu. Vâng, đấy, tất cả những tuyết trắng bám một lúc rất lạnh sờ tan thành nước. Ôi lạnh quá, đóng băng hết rồi. Có lẽ cái điều đặc biệt khi mà các bạn quan sát trên cái phần lốp đây thì sẽ thấy rất rõ. Đây là lốp chạy mùa đông với gai lốp này. Gai lốp các bạn có thể quan sát kỹ mà. Nếu không có những cái gai lốp như thế này thì rất khó chạy trên tuyết. Nó sẽ khác những chiếc lốp chạy mùa hè trong những điều kiện khô ráo. Ui, mình vừa quỳ xuống để quay thì ướt hết rồi. Lạnh lắm. Rồi bây giờ chúng ta hãy dành một chút thôi để quan sát phần đầu xe của V60 Cross Country nhá. Phần đầu vẫn là đèn full LED này, thiết kế hình búa thò này, lưới cản nhiệt rất đẹp. Phần cản dưới trên cái phiên bản V60 Cross Country này thì nó sẽ khác cái phiên bản Inscription, là toàn bộ phần quay dưới nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, nhựa mềm để ví dụ đi tuyết, đi đá gì đó nó có bắn lên thì cũng sẽ không bị xây xước rồi sờ rồi vỡ. Nó sẽ giảm bớt những cái thiệt hại đấy hơn. Và đặc biệt các bạn có thể thấy được cái khoảng sáng gầm xe của phiên bản Cross Country nó sẽ cao hơn. Sẽ cao hơn 60mm so với phiên bản Inscription đây. Đấy, ở góc máy này các bạn có thể thấy rõ. Những chiếc màu đỏ kia là phiên bản Inscription. Và nhân tiện đang rất nhiều tuyết đây, mình tự tháo găng tay để cho bạn xem. Ui giời, đây, tuyết trắng như bông này. Ui mà lạnh quá, không chịu nổi. Cầm một lúc thôi, cóng tay rồi. Thực sự là rất là cóng.
quá lạnh luôn. Và bây giờ mình sẽ ra phần đuôi để các bạn thấy rõ hơn. Những cái dòng xe này lại thường được chuộng ở những cái nước châu Âu. Đẹp phải không ạ? Đang sử dụng động cơ T5 nhé. À mà trên phiên bản V60 Cross Country này là all-wheel drive luôn, có hệ thống hỗ trợ đi đường giờ đèo dốc này, hỗ trợ xuống dốc này. Đuôi thiết kế rất là đẹp. Đẹp thật. Và khi có lẽ cái dòng này mình nghĩ là khi đối với những người đã chán với cái trend, với cái xu hướng quá nhiều của những cái dòng xe SUV, muốn tìm đến những cái cảm giác mới lạ trên những dòng wagon như thế này, và Volvo đã đặt cho cái tên rất mỹ miều V60 Cross Country. Đấy là một cái cảm giác mới lạ và chẳng giống ai cả. Rất đẹp phải không ạ? Đẹp. Chiếc xe Volvo chất thật. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ăn trưa đã. Lạnh lắm, các bạn, rất lạnh luôn. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ đến với phần lái thử. Đây, các bạn có thể thấy đường mình đang đi bộ, cầm cái gimbal một chút thôi mà cóng hết cả tay rồi. Rồi, ấm bụng rồi, chìa khóa trên tay rồi nhá. Chìa khóa Volvo này, là xe của mình ngay đây. Đấy, ngay phía sau này. Đấy. Trước khi đến với cái vùng đất Lula này thì mình có tìm hiểu cái thông tin trên mạng, ảnh qua mạng thì ôi sao tuyết đẹp thế. Những rừng thông này, những con đường này trắng xóa. Thì sang đây nói thật ra thơ mộng nó chỉ được mấy phút thôi. Còn khi đi trên những cái điều kiện như thế này, ngay cả đi bộ thì mình cũng phải cẩn thận. Bởi vì các bạn đang nhìn ngay phía trước đây là có con đường, chúng ta còn thấy cái mặt đường. Nhưng chỉ cần bên lề đường này thì các bạn có thể thấy là tuyết cao tới cả mét luôn. Và nếu như chúng ta không cẩn thận, không có kinh nghiệm, chúng ta dẫm bột vào đấy thì rất có khả năng là ụp vào rãnh nước. Mà không có đồ thay thì chúng ta phải chịu những cái lạnh thấu xương, thấu thịt. Đó mới chỉ là đi bộ thôi, còn đi xe với một cái tốc độ cao thì chúng ta còn phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng mà nói thật, nghĩ thì sợ nhưng mà cầm lái Volvo cũng thấy sướng thật. Và sao các anh, mấy anh sống ở các nước Đông Âu, tuyết, mùa tuyết nhiều, khi về Việt Nam nhắc tới Volvo, ở Việt Nam nhắc tới các cái mẫu xe là cứ nhảy dựng lên đòi sang xem. Bởi vì có đi trên những cái điều kiện như thế này chúng ta mới thấy là một cái xe nó chạy bám, nó ổn định, nó bảo vệ mình, nó có tác dụng như thế nào. Và nó có thể có những cái hệ thống hỗ trợ tốt như là hỗ trợ phanh, hỗ trợ lái tự động, thì nó hỗ trợ cho chúng ta tránh được những cái vấn đề rất có thể xảy ra rủi ro. Cái mẫu Volvo V60 Cross Country này mình nghe thông tin là cũng sẽ đưa được, sẽ đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Ngon, nói chung là xe ngon. Động cơ T5. Và ngồi lái cái mẫu xe này thì cảm giác nó cũng khá cao. Nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác ngồi trên cái mẫu xe XC60. Nó cao hơn sedan. Cross country mà. Băng qua tất cả, vượt qua tất cả. Và các bạn có thể nhìn ngay sang bên phải hoặc bên trái thôi, đấy là biển nhá. Và đã đóng băng toàn bộ rồi, đã đóng băng hết rồi. Cây cầu này thì cũng chẳng khác gì cây cầu Long Biên mà chúng ta đi qua sông Hồng cả. Có khác thì có khác chăng, đấy là tất cả những cái mặt nước thì đã được đóng băng hết rồi và phủ một lớp tuyết rất dày. Ôi xe này đi êm thật đấy. Mình không nghĩ là nó êm như thế đâu, mà trong điều kiện đường tuyết như thế này. Nói chung Volvo trong mấy năm trở lại đây thì có những cái bước tiến phải nói là quá thần kỳ luôn. Từ thiết kế đến khả năng vận hành, đến cái trải nghiệm cho người lái, và đặc biệt là rất ấn tượng với các cái hệ thống an toàn trên xe. Và cũng xin chia sẻ với các bạn là tất cả những cái hệ thống map này, hệ thống dẫn đường này đều được ban tổ chức là cài đặt hết rồi.
và chúng ta chỉ sang cứ chấm chọn một các cái điểm đến sẵn có trong cái lộ trình và cứ nhấn vào đi thôi. Bên Thụy Điển thì chúng ta lái xe bên tay trái, cho nên là cũng không có gì khó khăn cả, mà kể cả có lái bên phải cũng không vấn đề gì đó. Và chiếc ôi thưa các bạn, có lẽ là mình phải bật sưởi kính lên bởi vì là băng nó đóng băng. Ui. Và kính lái đã đóng băng, chạy một lúc là đóng băng. Và tiếng gió trong cái hệ thống điều hòa trong xe là hơi mạnh, các bạn thông cảm nhé. Và phải bật mắc luôn, mắc sưởi luôn. Và có câu chuyện rất vui lúc nãy đi vệ sinh. Đi vệ sinh ở đây là không có giật nước đâu nha các bạn, không có nước mà giật đâu, nó là một cái hố đào sâu xuống dưới. Bởi vì tất cả nước ở cái vùng này nó sẽ đóng băng. Và lúc ra mình đi loay hoay đi rửa tay thì tìm nước thì cũng làm gì có, tất cả đều dựa bằng dung dịch. Sống trong cái điều kiện khắc nghiệt như thế này thì có lẽ là phải thích ứng. Và những chiếc xe thường xuyên di chuyển trong những cái điều kiện khắc nghiệt như thế này chắc chắn cũng phải thích ứng và được thiết kế an toàn hơn rất nhiều so với những cái mẫu xe mà di chuyển trong các cái điều kiện bình thường, nắng khô ráo, thậm chí chỉ mưa nữa. Có một điều khá là hay là với cái động cơ T5 254 ngựa, hơn 250 ngựa ấy, thì đi suốt cái quãng đường vừa rồi mình đạp chả thấy lúc nào là thiếu lực cả. Và cái hộp số 8 cấp nó cũng rất là êm, mặc dù chạy trên đường tuyết. Tất cả những cái hệ thống điện tử ấy nó sẽ có tác dụng là tối ưu hoạt động của động cơ, hoạt động của hộp số, hoạt động của các hệ thống kiểm soát lực kéo, vân vân vân, để bảo đảm rằng chiếc xe của chúng ta hoạt động tốt trong các điều kiện khác nhau. Có nghĩa chúng ta đang sử dụng một chiếc xe Volvo V60 Cross Country, nhưng bản chất nó là nhiều phiên bản bởi vì nó tối ưu cho nhiều cái điều kiện hoạt động khác nhau. Và như các bạn đã thấy trên cái màn hình này, đấy, một chiếc xe đã bị lệch ra khỏi đường. Và tôi nghĩ rằng đây chỉ là một rủi ro thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là để chạy trên một cái điều kiện khắc nghiệt như thế này thì với những cái rủi ro như vừa rồi rất bình thường nếu như chúng ta không cẩn thận đó. Và trong suốt cái quá trình lái vừa rồi ấy, thì mình thấy rằng là cái V60 nó có một cái rất là hay là động cơ tỷ T5 hay hơn 250 ngựa, đạp chảo lúc nào đuối cả, số 8 cấp chuyển rất hay. Và cái điểm hay của tất cả những cái dòng xe sang ấy là họ sẽ thiết kế nhiều chiếc xe trong một. Khi đó cái hệ thống động cơ mạnh này, hộp số ngon này, những cái hệ thống điều khiển điện tử nó cũng phải ngon, thì nó mới tối ưu được từng cái loại điều kiện, nhiều cái loại điều kiện địa hình khác nhau. Và khi đi trên tuyết như thế này thì hoàn toàn có thể tuyết rơi bộp trên nóc xe. Mình vừa thấy một mảnh tuyết, một đám tuyết rơi đổ cái trên giờ nóc xe phía trước. Và hạn chế chạy trên đường tuyết này, chúng ta hạn chế lấy cái góc lái quá nhiều. Lấy góc lái quá nhiều thì xe càng khó kiểm soát hơn. Và chúng ta cũng không nên đạp quá nhiều ga, cung cấp quá nhiều ngựa, quá nhiều lực cho nó. Thì nói chung là chúng ta hãy đi đều, đi nhẹ, em hơn nữa là một chiếc xe nó có độ bám tốt như thế này thì mình nghĩ không có lý do gì chúng ta phải lo những cái vấn đề đấy. Khi mà đạp phanh hơi mạnh một chút trên cái đường tuyết này nó sẽ kịch, đấy là khi hệ thống ABS hoạt động. Đến rồi sao ấy, đó là destination on the left. Đó, bây giờ thì chúng tôi đã đến cái điểm tiếp theo rồi. Phanh cứ kịch ngay, không có gì đáng lo cả, phanh không phải hỏng, ABS hoạt động thôi, và chúng ta nên cẩn thận. Đó, hệ thống cái vừa rồi là chúng tôi xuống dốc thì cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc là nó sẽ hỗ trợ phanh cũng rất là an toàn. Một ngôi làng này cũng phủ đầy phủ dày thôi, ôi rồi tuyệt, không có đội nào đi trước này. Lúc đầu đến thì thực sự là thích, nhưng bây giờ nói thật ra là bước ra ngoài là phải cảm giác hoảng loạn luôn các bạn ạ, nó quá lạnh rồi. Bây giờ tôi sẽ vào điểm đỗ. Camera 360 luôn nhé, nét căng luôn màn hình này. Màn hình này như 8K luôn. Nói chung trong cái điều kiện như thế này thì mình càng được nhiều hệ thống hỗ trợ thì càng tốt. Rồi. Nó cứ trắng xóa đi các bạn ạ. Nhìn không biết đâu là lề đâu, không biết đâu là ấy cả. Cứ vào đi, khi nào nó báo biết rồi. Ông kia một cửa kìa. Ok. Rồi. Perfect. Perfect. Chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm. We'll be right back.
xe Volvo V60 Cross Country và sẽ chinh phục một vùng biển toàn băng tuyết mà thôi. Ê, xin chào mọi người. Có một câu hỏi vừa rồi rất hay của một bạn là đã có bao nhiêu người bỏ mạng tại đây rồi. Hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ không phải dính cái vấn đề như vậy. Không vướng nhá. Nào bây giờ lái chiếc xe Snowmobile nào. Are you ready? Ready. Đấy, các bạn có thể thấy này, một đoàn nhá. Vào khi mà nhiệt độ lên là đây là cái vùng biển nhá, vào mùa hè đây là một vùng biển rất là đẹp. Còn bây giờ các bạn có thể quan sát thấy chỉ là tuyết mà thôi. Tuyết. Đâu cũng là tuyết. Xe này của Yamaha chất đấy. Chất đấy. Chất. Xe chất nhá. Nghe tiếng máy đã thấy phê rồi. Hài hàng rất đẹp. Huấn luyện viên lâu thế nhỉ? Anh em đang hóng xem chạy như nào. Đấy. Ê. Cánh tay rất là hào hức rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ phải phải đóng cái kính lại rồi. Nếu không người chút nữa mặt đóng băng luôn. Tạm biệt các bạn luôn. Tạm biệt anh em. Lên đường đi. Đấy, được đấy, có vẻ được đấy. Mister ơi. Ôi, tổ lái hết đấy, xe kia nhanh lên. Giật quá. Không hề dễ một chút nào đâu. Đấy, mới biết tuyết nó khắc nghiệt như thế nào. Lúc nãy lái xe Volvo thì không cảm nhận được nó là bốn bánh rất cân bằng. Nhưng bây giờ trên một cái điều kiện là tuyết nó rất là dày mới thấy được cái độ trơn, độ trượt khó như thế nào. Ôi mẹ ơi, mù mịt, chả thấy cái gì cả. Hay phết đúng không ạ? Hay không? Hay phết đấy. Mà như mình bây giờ thì còn không nhận ra mình là ai nữa, chẳng ai nhận ra là ai cả. Nhưng chú gấu bông đang lạc rất là xa mặt biển. Đây là bây giờ là chúng tôi đang đi trên biển nhá. Biển đã đóng băng hết rồi. Mùa hè thì bơi, mùa đông thì bộ trên này. Ai có nhã hứng cởi trần thì bộ không nhỉ? Ôi mà lạnh quá. Ôi trời, lúc như thế này rồi mà lạnh quá. Cái cửa thượng đấy. Và sau khi cái trải nghiệm thật tuyệt vời, thật độc nhất vô nhị với chiếc xe chạy trên tuyết Snowmobile thì bây giờ chúng tôi sẽ quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Trời bây giờ cũng đã khá là tối rồi, mặc dù mới có 5 giờ chiều thôi nhưng mà đẹp thui, tối như mực luôn. Ánh sáng đèn led mang lại trắng toát, đẹp tuyệt vời. Và khi mà chúng ta đi những cái con đường cua như thế này thì mình thấy được cái hệ thống đèn chiếu góc của nó luôn. Và trong cái điều kiện cực kỳ lạnh như thế này, phải nói rất lạnh các bạn, lạnh lắm luôn. Bây giờ thì ngồi trong xe mình đã năn nỉ chế độ sưởi thì mới ấm thôi, còn nếu không lạnh lắm thì mới thấy là cái ghế này được sưởi này, lưng này sưởi, dưới đệm ghế này, rồi vô lăng, tất cả hệ thống sưởi nó mới ấm áp, nó mới thích như thế này. Chỉ cần bước ra ngoài thôi nó là một trạng thái. Trời tối đen như mực. Cẩn thận ông để ý xem có mấy con hươu nó chạy qua nhá. Không có tuần lộc. Đi trên những cái con đường như này thì rất có thể có những con tuần lộc nó băng ngang đường. Chính vì vậy thì cái hệ thống tự động phanh luôn tôi để on, sẽ tự động hỗ trợ chúng ta. Và mẫu xe này V60 Cross Country này năng là tự động phát hiện ra những cái vật thể, những con chuyển động, dù động vật lớn chẳng hạn, con người chẳng hạn, con tuần lộc, con hươu, con nai gì đấy thì nó sẽ tự động phanh, hỗ trợ chúng ta sự phanh. Để ra đây một... đây khách sạn này này luôn. Ok, tuyết trắng perfect, không thấy gì luôn.
ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục lái V60 trên đường băng I try. Wow. Đường cua nhẹ này thôi nhưng mà mình chỉ cần hơi quá ga một chút là nó sẽ trượt, nó văng. Đây là những cái trải nghiệm quá tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời cũng lần đầu tiên lái Volvo và chạy trên những cung đường khắc nghiệt như thế này. Có thể là bạn sẽ phải cầm lái, bạn sẽ phải cầm lái thì bạn sẽ hiểu những cái cảm xúc nó phải thăng hoa, nó độc nhất vô nhị như thế nào. Bây giờ tôi đã tắt cái cân bằng điện tử đi rồi và các bạn sẽ thấy được sự khác biệt như thế nào. Mình sẽ thể có thể dễ dàng trượt hơn, nhưng kiểm soát cái xe chắc chắn rồi, hơi khó đấy. Đây, cú này là cú trượt điệu nghệ luôn, dài. Khi mà đường và rất có thể nếu mà quay xe, anh Hùng thấy không? Cú trượt rất dài luôn. Đây, như thế này. Đừng để mình lệch khỏi quỹ đạo. Đấy, các bạn thấy không? Rất khó luôn. Cảm giác quá robot luôn đấy. Nếu mà mình không trả lái kịp thời thì cái xe nó sẽ quay tròn luôn và sẽ không vui vẻ một chút nào nếu mà chúng ta chui vào tuyết. Nhiều người cứ bảo phải mang theo sẻng, theo cuốc đi, nhưng mà lạnh như này cứu mình còn không nổi nữa thì uống hồ gì để nói cứu xe. Tốt nhất là gọi một cái xe khác ra kéo ra cho nó nhanh. Woo. Đây, vào đây. Cú slip trên đường băng này thì mình cứ nghĩ là mình trở thành thần rồi, trở thành chuyên nghiệp thực sự rồi. Tuyệt vời rồi. Sướng quá. Sướng quá. Quá sướng luôn ấy. Ở Việt Nam mình chả bao giờ được chơi như này cả. Kể cả vào những cái trường đua chuyên nghiệp như Đại Nam. Cái khu này, cái mặt hồ này nó còn to gấp mấy lần cái trường đua. Và không hề dễ dàng đâu. Đấy, đi zig zag luôn. Wow. Báo tuyết. Một chiếc xe đang cầy tuyết. Mình luyện tập như thế này thì có thể là tham dự được giải drift không nhỉ? Để chuyển đua F1 đấy. Rồi có đường đua F1 mình mang một vô ra mình chiến thôi. Chuyển đua F1 anh vừa xây đây. Nghe không? Đúng rồi, kiểu bọn nó đi quen thôi mà. Dạ, quen này này. Đấy, để số 2 đợi nhớ. Nó phê hơn nhiều này. Chỗ này là nó khó cho nó. Đấy, và các bạn có thể thấy này. Đấy, khi vào tình huống khẩn cấp thì nó treo luôn tôi rồi. Dây an toàn này, dây an toàn. Ủa, chạy quá. Lại xem phần nữa. Ủa, siết cứng luôn đúng không? Một chiếc xe an toàn nó sẽ luôn biết cách bảo vệ chủ nhân của nó đúng cách và tốt nhất. Mà nó tự tính nhỉ? Nó tự tính này, nó là... Cái này ông phải tức là ngoài việc ấy là phải nhịp cái ga ấy. Nhịp ga thì nó sẽ chạy đúng như thế đấy. À, ông nhịp ga ví dụ như này nó sẽ bám được, nó thụ thuộc vào ga nhiều. Liên tục subscribe và theo dõi kênh của Auto Daily để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những cái chương trình đặc biệt, những cái trải nghiệm rất đặc biệt tới các bạn. Xin chào.